Dạ vâng, em lại xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chuzu Audio, có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0378 030 730, số này đồng thời là số Zalo chuyên dùng của em các bác nhé. Tiếp tục video ngày hôm nay là em lại xin giới thiệu với các bác hai bộ mic. Một bộ tên là Mikan này. Cái này nó là bằng con này thì vẫn còn nguyên cái ly lông mặt nhé các bác nhé. Đây là em sẽ gửi đi cho các bác, thì em để nguyên ly lông này, các bác về các bác bóc cái lớp ly lông ra là sẽ rất là đẹp. Bộ thứ hai là bộ iMod các bác nhé. iMod này, đây các bác nhìn này, iMod MT300 này, bộ này là bộ Mika MT8700 này. Đấy, hai bộ này thì nó cũng lẻ lẻ thôi, mỗi loại có một bộ thôi các bác nhá, nên là em sẽ bán rất là rẻ cho các bác thôi. Tất cả những hàng bên em này các bác biết rồi, những cái hàng mặt hàng mà lẻ lẻ này em bán rất là rẻ nha. Con này thì hôm trước em có mấy cái bộ Miko mà em có lên cho các bác rồi đấy, con này thì hộp sóng rất là to đây các bác nhá. Các bác nhìn cái gân thước nó chạy qua này, gân chì nó chạy xung quanh này, đó là chính là đó chính là cái hộp sóng của bộ mic nha các bác nhá. Thì bình thường nó có những cái đầu thu thì người ta chụp thêm một cái lắp lên đây thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn, nhưng mà những một số mic thì người ta lại không chụp cái lắp inox lên đây nữa, thì các bác sẽ nhìn cứ tưởng là không hộp sóng bé tí đây thôi, nhưng không phải các bác nhá. Bình thường các bác nhìn thấy nó đậy cả một cái hộp sóng to như này, đây chính là phần sóng các bác nhá. Đây chính là phần sóng ạ. Nếu người ta đậy thêm một cái lắp inox lên như thế này nữa thì nó sẽ bio nó cũng vậy các bác nhé. Bio thì cũng có những cái đời người ta ụp sóng hộp mà inox lên đây, cũng có những đời người ta không ụp nha các bác nhé. Nhưng mà đây chính là cái phần sóng này, hộp sóng rất là to. Đặc biệt con này thì những cái dòng Mika này thì em bán rất là nhiều rồi, nó cũng rất nhiều màu đen và tiếng rất là hay các bác nhé. Đấy, con này thì đây côn của nó đây các bác nhé, côn rất giống với côn của những cái dòng Devon các bác nhé, côn rất hay, rất xịn sò, côn zin các bác nhá, côn zin 100%. Tay thì bọn em đã sơn xi lại rất là đẹp rồi. Tay sơn xi lại, sơn toàn bộ bọn bên em sơn bằng công nghệ sơn của ô tô các bác nhá, sơn 4 lớp. Chống bám vân tay các kiểu này. Chống bám vân tay các kiểu này, rất là đẹp mà. Đây nó vẫn còn chữ iMode này các bác nhìn này. Các bác nhìn nghiêng sẽ nhìn thấy cái chữ iMode đây này. Đây. Đây, các bác nhìn nghiêng sẽ nhìn thấy chữ iMode này. iMode đây vẫn còn này. Đấy. Đây là bộ iMode, thì cái bọn Mika này thì nó không có chữ ở trên này. Đấy. Đây côn của bộ Mika này các bác nhé, em giới thiệu bộ Mika trước. Bộ Mika này trước này. Đấy. Đây, lấy pin các thứ của nó đây. Tần số sóng đây. Đấy. Côn đây các bác nhé. Đấy, côn đây. Lấy pin các thứ của nó đây. Lấy pin thì cũng có thể nó bị gãy, cũng có thể không. Vì mít bãi thì không tránh được các bác nhé. Đấy, bên này thì có thể cái bộ này thì vẫn còn nguyên lấy pin các bác nhé, cả hai bên còn nguyên lấy pin. Đấy, côn zin. Đấy, côn zin hết. Con này thì có setup cả trên tay mic này. Các bác nhá, các bác có thể setup cả trên tay mic này, setup tần số cả trên tay mic này. Đấy. Con này đời 2015 các bác nhá. Đời 2015 này, vẫn còn tem này. Đấy, vẫn còn tem đời 2015 này. Đấy. Rất đẹp. Nói chung là rất đẹp các bác nhá. Con này thì còn nguyên ly lông mặt này. Các bác về các bác tháo cái ly lông mặt ra các bác nhá. Đấy, tháo ly lông mặt ra thì cho nó sạch đẹp. Em để nguyên này để cho nó trong quá trình vận chuyển nó đỡ bụi bặm vào đây. Đấy, các bác nhá. Hai chiếc áp hai bên cũng có rắc 6 ly và hai rắc calon để cho các bác làm sự kiện các bác nhé. Con này thì sóng khá là ổn định các bác, em đã test thử con này sóng khá ổn định luôn. Sóng của nó thì cũng bằng những dòng mic bay thì các bác làm những sự kiện nhỏ hoặc vừa thì là ok các bác nhé, sóng rất là tốt. Sử dụng anten xoáy các bác nhé, thì cái anten này thì cũng không phải ngại rồi, anten này là anten rời các bác nhé, chứ không phải anten liền, anten rời nhưng mà sử dụng hệ anten xoáy giống như kiểu BBS các bác nhé, vì màu xanh đẹp. Nói chung là vỉ máy thì các bác cứ an tâm rồi, sạch đẹp, vì những cái dòng đầu thu thì ít khi nó bị lỗi lắm. Ít đầu thu thì thường người ta để trong tủ máy. Đấy, máy móc thì sạch đẹp hết các bác nhé. Thằng này tiếng em bao hay, em test thử chất âm luôn của bộ này các bác nhé. Đây các bác nhé, thì cái bộ này thì em cũng nói luôn là cái phím nó hơi bị xấu các bác nhé, do có quá trình sử dụng người ta bấm móng tay vào nhiều nó hơi bị xấu. Đấy, nhưng mà để đây nhìn em cũng quay trực tiếp đây. Cái này nó bị mẻ mất một miếng ở góc này. Mẻ mất miếng góc của phím này. Không ảnh hưởng gì đến chức năng sử dụng. Ali 1 2 3 4 5 6 Lê 1 2 4 5 6. Tiếng rất là sáng các bác nhá. Tiếng rất là sáng luôn ạ. Bác nào thích mà những cái dòng tiếng sáng thì các bác chơi bộ này cho em nhá. Ali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lê. Tiếng rất sáng. Hát rất là nhẹ các bác nhá, hát rất là nhẹ, sóng xa ổn định. Các bác nhá.
Đấy, bộ này thì em báo giá luôn cho các bác là bộ này em bán cho các bác giá là 950.000 bao ship thôi nhé. 950.000 bao ship, bao đầy đủ phụ kiện cho anh em ạ. Đấy, với cái giá thành 950.000 thì cũng gần như các bác không thể mua được bộ mic nào hơn được bộ này nữa. Thì bộ này thị trường người ta bán ít nhất là 1.4 triệu đến 1.5 triệu. Đấy, các bác nhá. Riêng bên em lẻ lô là bên em sẽ thanh lý giá rất rẻ các bác nhá. Các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh phía màu đỏ phía dưới bên tay phải các bác nhá. Các bác bấm nút chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Khi bên em phát hành video thì các bác sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Vì đã rất nhiều bác mua trượt mic của em vì là không đăng ký kênh. Thì các bác cố gắng bỏ ra 1-2 giây các bác đăng ký kênh ở bên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới cho em. Tiếp theo em sẽ bỏ cái bộ mic iMod này ra. Bộ mic Mica này ra, em cắm xuống bộ mic iMod và giới thiệu chi tiết bên trong bộ mic iMod cho các bác xem. Đấy. Bộ mic iMod này thì đấy, các bác nhìn thấy đây rồi. Mic 6 số. Đấy, hiển thị cả tần số sóng, tần số kênh ở trên này. Đấy, mặt thì màu xám xám ra rất là đẹp. Đấy. Màu này là màu kiểu hơi nâu nâu. Có chữ iMod này. Model của nó là MT3300. Đấy, thì vỉ mạch của nó sử dụng màu vàng. Và con này thì hộp sóng cũng như bằng con này thôi. Nhưng mà nó đậy thêm một cái lắp inox lên trên này, trông nhìn nó sang chảnh, nhìn trông lịch sự hơn. Và nó có chạy bằng toàn bộ bằng tụ nhôm này các bác này. Đấy, mỗi con nó có thiết kế mạch một khác do nhà máy, do hãng. Đấy. Đây. Con này thì sản xuất năm 2013. Đấy, các bác nhá, sản xuất năm 2013. Nhưng mà máy móc còn rất đẹp, tai mic thì đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Tất cả như, bộ này thì đẹp, dọ mic bằng inox nguyên bản các bác nhá. Dọ này thì dọ bằng inox nguyên bản các bác nhá. Và côn của nó đây ạ. Tất cả bao zin hết cho các bác nhá. Côn đấy, côn zin hết ạ. Đấy, lấy pin thì con này có gãy một bên. Đấy, nhưng mà rất chặt. Còn bên này thì không bị gãy các bác nhá. Đấy, bộ iMod này thì một bên bị gãy lấy pin, còn một bên thì nguyên bản. Đấy, em thì em rất là quay rất là chi tiết. Không quan trọng về cái lấy pin này đâu các bác nhá. Pin lắp vào thì chặt nick luôn. Đấy, côn đây các bác nhá. Côn này, côn xịn luôn. Côn xịn, côn hai tầng của những dòng bay ơi đây. Đấy, tiếng rất hay, rất nhẹ. Con này thì sóng cực xa luôn. Em đã test thử sóng cực xa luôn. Hai bộ mic này thì đều sóng cực xa luôn. Bác nào mà làm sự kiện, làm giáp kẹo kéo thì dòng này cực kỳ ổn định. Em test thử chất âm các bác nhá. Em quay một tay đâm ra nhiều khi nó. Con này thì các bác khi các bác mở nguồn các bác phải ấn dìm một lúc nhá. Ấn dìm khoảng 3 giây nhá. Kể cả khi tắt nguồn đấy các bác phải ấn dìm khoảng 3 giây các bác nhá. Nó mới tắt nguồn đó. Đấy, nó tắt nguồn đi. Các bác khi các bác bật thế đừng tưởng là nó không lên nhá. Các bác dìm khoảng 3 giây thì nó sẽ lên. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Hai bộ này thì chất âm khá đồng đều. Tiếng rất là sáng. Tiếng rất sáng và vẫn đủ độ dày trung thực các bác nhá. Nói chung là tiếng hay. Alo. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lê. Con này thì có hai mắt hồng ngoại ở hai bên để các bác set up tần số hai bên. Còn khi gửi cho các bác thì bọn em đã set up hết rồi đây này. Đấy, em sẽ bật cả hai tai mic cho các bác xem thử này. Đấy. Chết rồi, quên chưa lắp pin rồi. Thôi được rồi. Bọn em đã set up hết rồi. Và đã chắc sóng hết rồi các bác nhá. Sóng tiếng cân ổn định. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Bộ này em báo giá cho các bác là 1.050.000 các bác nhá. Bộ này thì giá cao hơn một chút, 1.050.000. Chứ chung là cũng không có chỗ nào bán rẻ hơn chỗ em nữa rồi. Đấy em khẳng định. Vì vàng rất là đẹp. Đấy. Con này sử dụng ăn căng cài, còn vẫn có lắc ca lông cho các bác làm sự kiện các kiểu nha các bác nhá. Đấy, cái bộ này thì một bên phím nó bị rách mất một miếng nhỏ nhỏ này. Đấy. Không ảnh hưởng gì đến công tác tất bật các bác nhá. Vẫn hoạt động hoàn hảo, không có một cái lỗi lầm gì cả. Đấy. Bộ Mica này thì em bán cho các bác giá 950.000 bao ship này. Còn bộ iMod này em bán cho các bác giá là 1.050.000 bao ship các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại vẫn là 0378 030 730. Các bác nhanh tay sở hữu những cái bộ mic ngon bổ rẻ các bác nhé. Đây là thực sự là một những bộ mic ngon bổ rẻ, tất cả hàng bán ra bảo hành 3 tháng cho các bác nhé. Lỗi trong vòng 10 ngày đầu tiên em sẽ đổi thì các bác nhé, ok chưa? Đấy, giá này là giá em thanh lý xả vì nó lẻ lô. Đấy. Thế còn em có những cái bộ lô như thế này, em đang mới về đây. Mai khi em dọn dẹp xong thì em sẽ lên sóng cho các bác này. Rồi. Lô mic Beam này. Đấy, cùng với thương hiệu con vang này luôn này các bác này. Cùng thương hiệu con vang Beam này luôn này. Con này thì nó hơi bị mờ mất cái nét đây do người ta dán băng dính này. Đấy, tay đây côn của Mango này. Đó, bộ này em sắp chuẩn bị lên sóng rồi. Em thì em chưa báo giá khi chưa dọn dẹp vệ sinh xong.
vì test xong hết xem có bị bộ nào lỗi lầm gì không thì bọn em sẽ lên sóng báo giá cho các bác nhá. Đấy, hơn chục bộ, và tiếp tục ngày mai em sẽ về thêm khoảng 30 bộ cũng dòng dòng kiểu như này nữa, giá chỉ có trên 1 triệu một tí thôi các bác nhá. Và những bộ này thì nó lẻ lô thì em thanh lý giá rất là rẻ thôi, nhưng vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng các bác nhá. Riêng hai bộ này vẫn bảo hành 3 tháng cho các bác nhá. Đấy, bác nào lấy bộ nào thì có thể comment luôn. Một bộ là iMod MT300, một bộ là Mikan MT8700. Đấy. Hai bộ này thì để em bao cho các bác tiếng ngay, sóng khỏe, ổn định. Các bác nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.